Trong nỗ lực đẩy lùi căn bệnh ung thư chết người, mới đây các nhà nghiên cứu Hàn Quốc vừa phát hiện ra một loại kháng thể có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư. Phát hiện này có thể giúp cho giới nghiên cứu y học điều chế ra các loại thuốc đặc trị, mang đến hy vọng cho hàng triệu bệnh nhân ung thư trên thế giới. Một nhóm các nhà nghiên cứu ở Đại học Quốc gia Seoul vừa phát hiện ra một loại kháng thể có khả năng ngăn chặn sự phát triển của khối u. Theo họ, khi tiêm loại kháng thể này cho bệnh nhân, nó sẽ kích thích sự hoạt động của tế bào miễn nhiễm T, từ đó giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt hơn, đủ sức tiêu diệt các tế bào ung thư. Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm loại kháng thể này với những con chuột bị ung thư trực tràng. Sau 3 tuần lễ, khối u ở những con chuột được tiêm thuốc đã giảm kích thước khá nhiều, chỉ còn bằng 1/5 kích thước khối u ở số chuột không được tiêm kháng thể. Loại kháng thể này có khả năng làm khối u suy thoái và hiệu quả của nó càng cao hơn nếu như được dùng kết hợp với các phương pháp điều trị ung thư phổ biến hiện nay. Chúng tôi hy vọng rằng phát hiện này sẽ giúp bệnh nhân ung thư được sống lâu hơn. Hiện các nhà nghiên cứu ở Hàn Quốc đang tiến hành các cuộc thử nghiệm lâm sàng để có thể sớm đưa loại kháng thể này vào sử dụng. Kháng thể tự nhiên có trong sữa non giúp nâng cao hệ miễn dịch. Bổ sung 1.000 mg canxi trong mỗi khẩu phần giúp cải thiện những vấn đề về xương khớp. Nâng cao hệ tiêu hóa khi bổ sung hàng tỷ probiotics cung cấp vitamin và khoáng chất đầy đủ cho cơ thể. Amphalibic Lifeline là sản phẩm giàu dinh dưỡng, rất được ưa chuộng tại Việt Nam và được người tiêu dùng bình chọn là sản phẩm vàng về sức khỏe cộng đồng năm 2015. Những giải thưởng, danh hiệu đầy vinh quang mà New Image được trao tặng là minh chứng đánh giá khách quan nhất mà New Image Việt Nam đạt được trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng.